Vâng, xin chào cả nhà, chào đại gia đình chúng ta đến với kênh Nhà Đất Sài Gòn nha. Hôm nay Trung đang có mặt ở đây để gửi đến cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta xem qua một khu nhà vườn nghỉ dưỡng, một cái khu phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Nằm tại vị trí này, tổng khuôn viên của khu vực này là rộng lên đến 1.200 m², gần 1.200 m, có 300 m đất thổ cư và có một căn nhà biệt thự nghỉ dưỡng đẹp như thế này luôn nha mọi người. Khu này hiện tại đang kinh doanh buôn bán làm quán cà phê. Giá của toàn bộ cái khuôn viên khu vực này chỉ có 6.600.000 đồng. Thì giá cũ là nó tới hơn 10 tỷ, nhưng giá này đang chủ nhà đang rất là cần tiền vào dịp cuối năm nên muốn bán để thanh lý một cái tài sản này để gọi là giải quyết công việc riêng, nên bán một cái mức giá chỉ 6.600.000 đồng mà còn được thương lượng nữa. Thì cô chú anh chị nào mà quan tâm thật sự tới video hôm nay thì mời mọi người xem hết video này sẽ cảm nhận rõ ràng hơn, cũng giống như là Trung sẽ gửi đến cho đại gia đình chúng ta xem thực tế cái khu vườn này nha. Rồi, xin mời cả nhà xem video. Đó, Trung sẽ gửi đến cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự khu nhà vườn nghỉ dưỡng này, rộng lên đến hơn 1.000 m² nha mọi người, và quan trọng là cái mức giá cực kỳ rẻ luôn. Tổng diện tích khuôn viên này là tới 1.172 m², nằm tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi nha mọi người, có 300 m đất thổ cư, có một căn nhà mái Nhật kiến ở bên trong, một trong những view khuôn viên cực kỳ đẹp luôn. Hiện tại đang kinh doanh quán cà phê nha. Khu vườn này là nằm ở tại view mặt tiền kênh Đông nha mọi người. Mặt tiền kênh Đông nằm tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Đó, cái bám theo mặt tiền đường này là chúng ta nó dài lên đến bao nhiêu mét đây ta? 61 m bề ngang nha mọi người, 61 m bề ngang. Hiện trạng là có 300 m đất thổ cư và có một căn nhà góc hai mặt tiền. Mặt tiền quay ra kênh Đông và cũng giống như là mặt tiền ở bên trong đây. Cái mặt tiền bên trong này chúng ta bám theo mặt tiền bên trong này là rộng lên đến 61 m nha. Và bên trong thì chúng ta hiện tại đang kinh doanh mua bán cà phê nha mọi người. Đây là Trung đang quay vào một buổi chiều tối, một cái view phải nói là đẹp. Khu này đang kinh doanh buôn bán làm quán cà phê thì cũng cực kỳ vui luôn nha mọi người. Khuôn viên đất rộng lên đến 61 m bề ngang. Đó, nằm tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Đó, mặt tiền ngoài là kinh Đông nha mọi người. Đó. Rồi, chúc mời cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta đi vào bên trong nha. Đây là khuôn viên bên trong mọi người. Wow, nó đẹp. Đẹp giống như là một cái khu resort, một cái khu nghỉ dưỡng thực thụ nè. Một cái căn biệt thự. Hiện tại thì cái mức giá của căn nhà này khá hợp lý luôn và vị trí là vô cùng đắc địa. Trong phân khúc tầm giá thì căn này phải nói là giá cực kỳ đáng ngợp luôn nha mọi người. Giá cũ là 10.8 tỷ nhưng mà giá của anh chủ nhà đang bán bây giờ là một cái mức giá giảm sâu luôn, giảm sâu bán nhanh và đang rất là cần tiền, bán mức giá chỉ có 6.600.000 đồng. Chúng ta được sở hữu nguyên một cái khuôn viên rộng lớn như thế này, bao gồm có một căn biệt thự, nhà vườn, cũng giống như là khu đang buôn bán kinh doanh, đang làm quán cà phê. Đó. Toàn bộ cái khuôn viên này là có 300 m đất thổ cư rồi mọi người. Một căn nhà biệt thự mái Nhật làm bằng kiến xung quanh. Ở trong thì hiện tại đang làm một cái view quán cà phê nè, làm khu vui chơi, cà phê thư giãn, nghỉ dưỡng cuối tuần, phải nói là cũng khá hợp lý luôn. Hiện tại thì tình hình kinh tế khó khăn, năm 2023 đã đi qua và năm 2024 đang đầu năm 2024 thì gia chủ đang rất là cần tiền nên muốn bán để giải quyết cái công việc riêng. Đó, 61 m bề ngang theo cái mặt tiền kênh Đông là 61 m nha, và mặt tiền bên hông thì rộng lên đến khoảng hơn 20 m. Đó, khu này là khu vui chơi cho trẻ em. Đó, nhà chúng ta góc hai mặt tiền rộng lên tới cái góc đó luôn mọi người. 61 m là bám theo mặt tiền đường kênh Đông.
Ở đây có một cây cóc nữa. Đây chúng ta đi từ hướng tỉnh lộ 7 đi vào rất là gần luôn nha mọi người. Đó, ở bên hông kênh Đông thì là một cái kênh mà tưới tiêu cho toàn bộ cái khu vực Củ Chi. Hai bên là đường xe tăng xe tải ra vào thoải mái. Đó, toàn bộ cái khuôn viên cái khu vực này thì đang làm kinh doanh quán cà phê đây. Nói chung đang quay toàn cảnh xung quanh cho mọi người chúng ta cùng xem. Về có thể là mọi người để co setup lại thêm theo cái ý, cái cách của mình riêng nữa nha. Đây là cái cách của chủ nhà. Vì mở lúc trước là 10 tỷ mấy đó, bây giờ chủ nhà đang rất là cần tiền nên bán cái mức giá chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng. Đó. Mà chúng ta được sở hữu nguyên một cái căn biệt thự mái Nhật. Toàn bộ khuôn viên hồ bơi tiểu cảnh, chúng ta thêm làm thêm cái hồ bơi nữa thì phải tuyệt vời luôn. Ở trên thì có tầng lầu ha. Để chúng ta sẽ di chuyển lên bên trên. Căn này tới hơn 10 tỷ là mà giờ giá chủ nhà đang cần bán. Chúng nhắc lại đang cần bán một mức giá chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng. Chúng ta còn được thương lượng nữa. Đây là không gian khu vực trên sân thượng mọi người. Sân thượng là một cái nơi ngồi thư giãn hóng mát, uống cà phê, một cái chiêu đẹp luôn nha mọi người. Chiều đến lên đây là có cái chiêu hóng mát ở trên này là khá hợp lý, khá đẹp. Khu vực này là bên dưới đây. Toàn cảnh xung quanh thì đây chúng ta di chuyển hướng này ra ngoài tỉnh lộ 7 sát bên luôn nha mọi người. Tỉnh lộ 7 rồi chúng ta di chuyển về hướng ngay trung tâm Củ Chi thì cũng rất là gần. Khu này là nằm tại xã Phước Thạnh nha mọi người. Đó. Căn nhà này thì được đổ mái rất kiên cố như thế này luôn rồi. Toàn bộ cái khuôn viên khu vực này phải nói rất là rộng thoáng, tổng diện tích gần 1.200 m², có 300 m² đất thổ cư, có diện tích khu vực sân vườn đẹp như thế này mà giá đang chào bán phải nói là giá hiện tại chỉ có 6 tỷ 600 triệu đồng. Chúng ta được sở hữu nguyên một cái không gian phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ lý tưởng. Đây là cái chiêu trước cửa nhà đó mọi người, một cái chiêu ngồi check in cà phê rồi chụp hình sống ảo khá tuyệt vời luôn. Hiện tại thì đang mấy bé đang kinh doanh buôn bán cà phê nha. Nó đẹp, tầm giá thì quá rẻ luôn mọi người. Khu này là khu vui chơi cho trẻ em. Chiêu từ bên trong chúng ta nhìn ra bên ngoài thì chúng ta sẽ có một căn nhà rất là rộng lớn như thế này. Bên trong thì có phòng nghỉ, có nhà vệ sinh. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Đây là chúng ta đi cửa bên hông vô thôi nha. Nhà vệ sinh rất là lớn, rộng rãi như thế này luôn. Để sử dụng cho khu vực quán xá nha. Còn nhà thì chủ ở thì sẽ bao gồm có nhà vệ sinh riêng,
giống như là đây, đây là phòng giặt. À, đây là có một phòng nữa, nhưng mà chủ nhà đang ở, mình không tiện quay. À, bên này thì khu vực phòng bếp. Đây có một phòng nữa, phòng này là chủ đang ở, mình cũng không tiện quay. À, đây là không gian cái khu vực phòng khách của nhà chúng ta đây. Phía trước thì buôn bán, ở bên đây thì chúng ta làm khu vực phòng khách. Bên trong thì có nhà vệ sinh riêng. Đó. Nhà vệ sinh. Khu vực phòng rất là rộng rãi, trong này có 3 phòng nha mọi người. Nhà thì chính chủ đang ở nên chúng không có tiện quay nhiều, đồ đạc cũng rất là nhiều. Đó, như vậy là chúng mới quay qua cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta xem qua một khuôn viên đất rộng lên đến gần 1.200m nằm tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Chúng ta cách di chuyển về hướng đi hướng quốc lộ 22 ra tỉnh lộ 7, ra quốc lộ 22 về hướng ngã tư An Sương tầm khoảng hơn 20 km thôi nha mọi người. Thì căn biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng này thì đang có giá chào bán chỉ còn có giá hiện tại là có 6.6 tỷ đồng. Chúng ta được sở hữu nguyên một cái khuôn viên mà phải nói là cực kỳ đẹp lộng lẫy như thế này luôn nha mọi người. Căn nhà này là góc hai mặt tiền, nằm ở tại khu Kinh Đông nha. Nằm mặt tiền Kinh Đông là 61m bề ngang, và cái mặt tiền bên hông là rộng lên đến gần 30m nha mọi người. Đây là chúng đang quay là cái mặt tiền này là mặt tiền bên hông nè, mà gần 30m, rộng rãi thông thoáng như thế này, và đang làm một cái mô hình quán cà phê nghỉ dưỡng cũng giống như là vừa ở vừa kinh doanh vừa buôn bán đó. Thì giá toàn bộ cái khu vực này đang chào bán 6.6 tỷ đồng. Chúng ta được sở hữu nguyên một cái khuôn viên khu vực rộng lên đến 1.200m² đất này, có 300m đất thổ cư và có một căn biệt thự khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời như thế này. Thì cô chú anh chị nào mà còn chần chờ gì nữa mà không, gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình, chúng sẽ tư vấn rõ ràng hơn cũng giống như dẫn đại gia đình chúng ta đi xem thực tế để trải nghiệm cái khu nhà vườn này nha mọi người. Rồi, Nhà Đất Sài Gòn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp. Nhớ share, like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Nhà Đất Sài Gòn mình có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho đại gia đình chúng ta cùng xem nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.